Mến chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Chuyện Ma Cùng Thiên Như Và mình sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay Mến chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nha Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên của bữa nay luôn Thì câu chuyện này mình được một chị chỉ gửi lại cho mình thông qua Facebook ha nhưng mà chị không có xuất hiện ở trong câu chuyện này nên như không có đặt tên chị hen mà bây giờ như sẽ đi dạo câu chuyện này và lần lượt tới từng nhân vật thì như sẽ đặt tên những nhân vật đó hen như xin phép đặt tên hai cái người này tên là ông bà năm vào cái thời điểm mà xảy ra câu chuyện này thì ông bà năm ấy, mỗi người thì tầm hai mươi mấy tuổi gần ba mươi tuổi lúc đó thì ông bà đã có một người con gái Chị này thì mình xin phép đặt tên là chị hai đi hen ha. Vào giai đoạn đó thì chị hai này mới có 4 tuổi mấy hà Và ở trong gia đình chỉ có duy nhất một đứa con là chị hai thôi Chứ chưa có thêm em út hay gì nữa hết rồi thì một thời gian ông bà năm lại tiếp tục mang thai và sinh ra một cái cặp sinh đôi nữa lần này là đẻ ra hai đứa con trai luôn trước đây thì chị hai không có được ba mẹ yêu thương đâu bởi vì khi đó là ba mẹ của chị trọng nam kinh nữ rất là muốn có một đứa con trai mà sinh ra chị là đứa con gái vậy đó ba mẹ cũng không hài lòng lắm thì cũng là con trong nhà cũng cho ăn uống này kia nhưng mà thật ra nói về thương yêu á, thì cũng không phải là thương yêu gì lắm cho tới ngày á, hai cái đứa em trai ra đời đẻ cũng kéo lắm đẻ một lần được hai đứa con trai như vậy luôn thì khi á, mà hai đứa nhỏ sau này được ra đời như vậy chị hai đó là hoàn toàn ra rìa luôn mới nhỏ xíu vậy đó mà chị hai bị mẹ phải bắt đi gánh nước rồi bắt đi nấu cơm làm rất là nhiều công việc nhưng mà chị hai chị cũng ngoan ngoãn lắm nhỏ vậy đó chứ chị cũng ráng chị làm hết những công việc mặc dù hơi hậu đậu chút xíu làm mà có đổ dở diện cái là mẹ chị sẽ lôi chị ra đánh đập mắng chửi chị do từ khi cái ngày mà chị được đẻ ra biết chị là con gái thì ba mẹ chị đã không có hài lòng rồi nên là cứ kiếm chuyện gây khó dễ với lại là chị hai hoài hà ha. mặc dù là con ruột của mình mà lại đối xử như vậy luôn còn về hai cái thằng con trai nhỏ mới đẻ ra cái lúc mới đẻ ra không biết làm sao là hai đứa nhỏ khó nuôi dữ lắm cứ bệnh lên bệnh xuống hoài hà cho nên là ông bà nam mới có đi coi thầy bà thì bữa hôm đó có tìm tới được một cái ông thầy này ổng nghe gia đình của ông bà năm kể lại vậy đó thì ông thầy ổng mới nói là cái cô con gái duy nhất ở trong nhà có cái tuổi cực kỳ khắc với lại là hai cái đứa con trai này luôn ông thầy ổng còn nói thêm một cái điều như này rất là ác nếu mà ngày nào ở trong nhà còn có cái cô con gái đó thì hai cái thằng con trai á, sẽ bệnh lên bệnh xuống hoài hà thậm chí là còn có nguy cơ không sống qua được hai tuổi nữa rồi về nhà hai ông bà năm biết được cái chuyện như vậy là cái đứa con gái lớn á, khắc tuổi khắc mạng với hai cái đứa con trai nhỏ làm cho mấy đứa nhỏ cứ bệnh lên bệnh xuống rồi sau những ngày suy nghĩ thì ông bà Năm mới đưa ra một cái quyết định cực kỳ ác độc luôn. Và bữa hôm đó sau khi mà cho đứa con gái ăn là cho chị hai ăn uống đồ xong á mới bắt đầu dụ chị ra ở phía sau nhà rồi nhận đầu chị xuống mé mương dìm chết chị. Chị hai lúc đầu còn dùng dãy nhưng mà do sức lực của một đứa con nít nhỏ xíu vậy mà đâu có làm lại hai người lớn đâu. Chị hai chỉ dùng dãy chút xíu rồi sau đó là chị hai không có còn cử động cửa ngoại gì nữa hết. Sau khi mà chị hai mất vậy xong á, ông bà Năm mới bắt đầu là đem thi thể của chị hai, đem tuốt ra ở mía sau bìa rừng á, đem vô trong đó và đào một cái hố chôn cất xuống. Nhưng mà chôn không phải là chôn với dạng là mồ mả đâu nghe, chôn xong rồi lấp đất, nhìn nó ngang ngang bằng phẳng giống như là những vị trí khác vậy đó. Ở trong khu vực của cái mé bìa rừng này á, là cây cối nó mọc âm um tầm hết trơn à, ít có ai vô đây dữ lắm nên lựa chọn cái chỗ đó chôn cất chị hai thì không có ai biết hết vào cái giai đoạn mà chị hai này bị mất và chôn vậy là tầm vào khoảng năm 1980 nghe là cách đây cũng khá là lâu rồi thời đó thì nhà cửa chưa có phát triển nhiều như mình bây giờ không biết là lời của ông thầy ông nói có đúng hay không nhưng mà kể từ ngày chị hai này chỉ không còn ở trong nhà đó nữa Thì hai cái đứa con trai sinh đôi đó rất là khỏe mạnh, phát triển rồi lớn lên rất là nhanh chóng luôn Do gia đình của ông bà năm này cũng là một nhà khá là khá giả ở trong cái làng đó Cũng cho hai người con trai đi học này kia đầy đủ, mua sắm tất cả mọi thứ Không có để cho hai anh con trai này phải làm bất cứ một cái chuyện gì trong nhà hết trơn á thì nói về hai cái anh con trai này, một cái người đẻ ra trước mình kêu bằng anh ba Còn cái người đẻ ra sau mình kêu bằng anh út Từ khi bắt đầu mà lên tầm khoảng 12 tuổi, hai anh này cũng đã có hiểu biết, nhận thức về này kia, về thế giới rồi Thì cái anh thứ ba, anh này ảnh có những cái biểu hiện giống như là ảnh thích mặc váy, ảnh thích mặc đầm, thích chơi búp bê chứ còn ngược lại cái anh út thì ảnh rất là men ảnh thích chơi đá banh rồi chơi những cái trò rất là nam tính luôn trong khi là cái anh thứ ba này ảnh lại có thiên hướng giống như là một cô gái như vậy rồi từ từ gia đình cũng nhìn thấy sự khác biệt giữa hai cái anh này nhưng mà cái anh ba thì ảnh là một cái người ngoan ngoãn ảnh có hiếu hơn còn cái anh con út cái người mà men lì thì cái anh đó từ nhỏ đã quậy phá đánh bạn bè ăn chơi lưu lỏng này kia nhưng mà do là con trai út lại là cái người men nhất ở trong nhà luôn nên cái anh con trai út đó được bà năm hết mực yêu chiều cái gì hở ra là ông bà năm cũng binh con trai mình hết trơn á chính vì được chiều chuộng nên cái anh đó ảnh càng lớn là ảnh càng quậy phá mà có điều là cả hai anh này ai cũng có cái nét đẹp trai hết trơn ngang mặc dù là sinh đôi nhưng mà do sinh đôi khác trứng thì mỗi người một cái khuôn mặt chứ không phải là giống y chang nhau chỉ là hơi na ná tương tự một chút xíu thôi rồi thời gian cứ như vậy đó trôi qua cho tới năm 18 tuổi thì hồi nãy cái anh thứ ba đó ảnh đã muốn bộc lộ giới tính của mình rồi. Ảnh là một cái người thuộc cộng đồng LGBT nhưng mà mấy bạn cũng biết rồi đó, vào cái giai đoạn đó hồi á là gần gần với cái năm 2000 rồi. Xã hội của mình á thời đó là chưa có chấp nhận những người có giới tính đặc biệt như vậy đâu. Những người ở trong xóm ai cũng nói ra nói vào, rồi ba mẹ của chính anh ba này luôn á cũng không có chấp nhận về giới tính của anh ba vậy nên cũng khó chịu, thường xuyên lại chửi mắng, trách móc ảnh, nói mày làm gì, con trai không ra con trai, con gái không ra con gái kỳ cục vậy mày do ở trong xóm á, ảnh không có thể hiện được cá tính của mình đi đâu á, cũng bị những cái lời người ta chế giễu rất là nặng nề thì thôi mình không có diễn tả những cái lời chế giễu đó đây nghe mắt công gì chạnh lòng dữ lắm trước sự áp lực của xã hội rồi áp lực từ phía gia đình của mình dữ dội quá nên anh ba này ảnh mới quyết định là ảnh có xin đi theo một cái đoàn lô tô vô trong cái đoàn này hầu hết là những người có giới tính đặc biệt giống như anh ba không ạ à. khi mà ảnh vô được đó ảnh làm việc rồi ảnh đứng ảnh hát hò ảnh được mặc những cái bộ đồ của những cái người con gái thì lúc đó ảnh cảm thấy là ảnh vui ảnh hạnh phúc khi mà thấy anh ba ảnh ngày càng ảnh thiên về cái nét con gái ảnh đã đi theo cái đoàn lô tô vậy rồi thì ông bà năm máu cũng kể luôn quyết định là từ mặt anh ba đó không có còn nhận ảnh làm con nữa bởi vì nói ảnh là một người bán nam bán nữ vậy không có xứng đáng làm con của mình rồi thì sau đó là anh ba này cũng đã đi theo cái đoàn lô tô đó sống thực với cái giới tính của mình rồi đi ngao du qua nhiều tỉnh nhiều vùng miền và khi đó anh ba này ảnh đã có thể sống một cái cuộc sống mặc dù không phải là giàu có như ở gia đình nhưng mà ở đây anh ba ảnh đã có thể tìm được niềm vui của ảnh rồi còn về phần cái người anh Út á thì khi càng lớn vậy anh Út ảnh càng quậy dữ dội, ảnh đi ăn chơi này kia đủ các kiểu, chơi quánh bài cờ bạc đồ nữa. Mặc dù anh này ảnh có đủ thứ tật xấu như vậy mà bây giờ còn lại duy nhất là có mình ảnh là con hà mà lại là cái người con trai duy nhất ở trong nhà nữa nên ba mẹ ảnh dù có bất cứ chuyện gì thì cũng bao bọc ảnh hết thậm chí là có những ngày ảnh đi chơi quánh bài về mà chơi thua tới mức là ở bên chủ nợ người ta tới tận nhà để đòi tiền ông bà năm rồi sau đó ông bà năm phải bỏ tiền ra mới có thể là chủ cái anh út đó về ảnh chơi tới mức đó luôn mặc dù vừa quậy phá chơi bời lưu lỏng vậy chứ anh út này là một cái người đẹp trai nên ổng rất là sát gái chi tiền thì anh này em chi tiền rất là mạnh tay không có ngại gì hết bởi vì những đồng tiền này là của nhà ông bà năm mà chứ đâu phải do anh út ảnh làm ra đâu nên á, tiêu tiền lại dung như nước luôn giống như là công tử bạc liêu hồi đó vậy đó rồi năm đó anh út này ảnh được 20 tuổi vô tình trong một cái lần ăn chơi á, ảnh đã có gặp một cái cô gái này thì á, cái cô gái này cũng là con của một cái gia đình khá là khá giả nhưng mà không phải ở trong cái làng của anh út mà là ở trong một cái làng khác nhà cô gái đó thì cũng có tiền có quyền lực là cũng ngang ngửa xem xem với nhà của anh út vậy đó không biết do duyên nợ sao hai người mới tới với nhau cũng có ăn ngủ với nhau rồi sau đó nữa thì hai người mới phát hiện là cái chị đó chỉ đã có em bé là chị đã mang thai rồi Lúc này là ở bên nhà kia mới làm áp lực lên trên nhà của anh Út, bây giờ là bắt buộc ảnh phải cưới chị này, chứ bây giờ là bụng mang dạ chữa rồi, giờ làm sao được nữa. Rồi thì sau đó, mặc dù anh Út anh không có muốn, ảnh còn chơi chưa có đã mà, giờ cứ vợ con làm gì. Nhưng mà ảnh cũng nghe theo sự sắp xếp của hai bên gia đình, rồi sau đó thì anh Út và cái cô vợ đó hai người đã kết hôn với nhau rồi sau khi kết hôn á thì hai người không có ở tại nhà bên vợ hay là ở tại nhà bên chồng đâu mà ở bên ba mẹ vợ của anh út có mua được cho ảnh một cái căn nhà khá là bự xây sẵn nhà cửa luôn xây cái nhà là hai tầng ở ngoài là hàng rào nhìn xịn sò dữ lắm rồi hai vợ chồng mới sinh sống ở trong căn nhà đó nhưng mà do anh út này ảnh là một người có bản tính chơi bời đâu có thể nào á vì mới cưới vợ mà ảnh trở nên ngoan hiền được đâu có thể nào như vậy rồi khi mà cưới xong hen anh này ảnh vẫn đi ra ngoài ảnh chơi quánh bài rồi ảnh cờ bạc rồi thậm chí là ảnh còn đi chơi với những cô gái khác nữa khi này thấy chồng của mình như vậy thì vợ của anh út rất là bực bội không biết làm cách nào để giữ chân anh này lại cái cô vợ của anh út này đã về nói với gia đình của mình vậy và người mẹ vợ của anh út đã chỉ cho vợ ảnh là không biết làm sao đó đi gặp nhiều ông thầy rồi đợt đó là được người quen á chỉ tới một cái ông thầy này là những cái ông thầy làm nghề thầy bùa đó tới đó để mà thỉnh một cái con cu ma thông về những con búp bê cu ma thông thì chắc mấy bạn cũng đã nghe nhiều rồi vào cái giai đoạn mà năm 2010 mấy mình thấy rất là nhiều người Họ thỉnh những cái con cu ma thông đó về để mà cầu nguyện cúng giái nuôi trong gia đình giống như là một đứa con vậy đó. Mình cứ tưởng là cái loại búp bê đó chỉ mới có gần đây thôi. Nhưng mà từ cái câu chuyện này là năm 2000 thì cái cô vợ kia đã tìm được một cái con búp bê như vậy rồi khi mà nhận được cái con búp bê này chị vợ chỉ thấy con búp bê nó hơi cũ cũ một chút xíu chứ không phải là mới lắm thì ông thầy ông mới nói cái con búp bê này nó có tuổi thọ là được hai chục tuổi rồi chứ không phải là nhỏ nhau gì nữa ông thầy ông cũng có nói thêm là cái con cu ma thông này đã qua nhiều đời chủ rồi có điều là cái con cu ma thông này nó có một cái sức mạnh một cái phép thuật gì đó đặc biệt dữ lắm đã giúp rất là nhiều người chủ trước đây của nó hoàn thành những cái tâm nguyện đó khi mà biết cái con búp bê này là hàng đã qua tay rồi lúc đó thì chị vợ của anh út là không có muốn thỉnh con búp bê này đâu nhưng mà ông thầy cũng mới giải thích con búp bê mà nó càng qua nhiều tuổi rồi mà qua nhiều đời chủ rồi thì nó sẽ có linh tính có những cái sự hiểu biết và sức mạnh vượt trội hơn so với là những con búp bê mới thì tính ra là con búp bê mặc dù nó nhỏ ép vậy đó Chứ là tuổi đời của nó cũng đã ngang ngang với vợ của anh Út này luôn Và khi đó chị này ấy, chị đã bỏ ra một cái số tiền rất là lớn Tầm khoảng 40 triệu vào cái năm 2000 Thì hồi đó tính ra là cũng nhiều dữ trời luôn hen quý vị Cũng bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mà thỉnh con búp bê đó về Ông thầy cũng dặn con búp bê đó là cho ăn cho uống làm sao vợ của anh út đem về là làm theo y như lời của ông thầy dạy vậy đó chăm sóc giống như là một cái đứa em bé cho uống sữa rồi cho ăn thịt tươi là để ở trước mặt của con búp bê đó rồi cúng giấy thôi chứ không có thấy tận mắt là nó nhai miếng thịt vợ của anh út đi đâu là cũng đem theo con búp bê đó hết và mỗi đêm ngủ là cũng để con búp bê đó trong giường luôn khi mà đem về thì chị vợ này chỉ cũng thành tâm khấn giái là muốn cho chồng của mình trở nên một cái người tốt hơn thay đổi tích cực hơn không có đi chơi cờ bạc gái cú nữa mà chuyên tâm làm ăn ở nhà với vợ con thì thiệt sự luôn rất là linh thiêng cái con cu ma thông này đã giúp cho chị vợ này trong vòng một tháng đã biến canh úp từ một người mà chơi bời rượu chè, gái gú quánh bại cờ bạc đã hoàn toàn thay đổi lột xác luôn, biến thành một cái người đàn ông yêu thương vợ, chăm sóc cho vợ, quan tâm tới gia đình, rồi bắt đầu anh này ảnh đã chí thú làm ăn chứ không có ăn chơi lưu lỏng như vậy nữa. Thấy được sự thay đổi tích cực của chồng mình vậy thì chị này chứ rất là mừng. Chỉ lại thường xuyên là chị cúng kiến cho con búp bê đó là cho ăn những đồ ngon hơn nhưng mà cúng là cúng đồ sống không mà nghe cúng thịt bò thịt gà là cúng đồ sống vậy đó chứ không phải là luộc lên đâu và tới cái ngày này là đã cắt tầm được một tháng anh út này anh hoàn toàn thay đổi và biến thành một người khác như vậy bữa đó thì hai vợ chồng cũng có đi trở về bên nội để mà chơi là đi trở về nhà có ông bà năm đó và tất nhiên khi đi ở mấy ngày vậy chị vợ chị cũng phải đem theo con búp bê của mình bởi vì lúc này trong tâm trí của chị con búp bê không những là một chị thần mà giống như là một cái đứa con của chị rồi không có thể nào tách rời được chị cũng đem về vậy đó và ba mẹ của anh út khi mà thấy con trai của mình trở thành một cái người hoàn toàn thay đổi khác biệt sống giống như là một người đàn ông đích thực luôn thì ông bà năm rất là vui vẻ mới hỏi cái chị vợ là con có bí quyết gì mà con thay đổi chồng con vậy được hay vậy chứ ba mẹ ở đây ba mẹ dạy mấy chục năm rồi mà nó cứ hư quá khi được hỏi vậy chị vợ chị không có giấu gì hết chỉ mới chia sẻ thẳng lại với ông bà năm luôn mới nói là mẹ con chỉ con có tìm được và thỉnh về một cái con búp bê là cái con cu ma thông này nè khi đó chị cũng lấy con búp bê của chị ra Thấy là con búp bê nó cũng nhỏ nhỏ thôi Nhỏ hơn một cái đứa trẻ sơ sinh Là được mặc một cái đầm Nhưng mà con búp bê này có vẻ là nhìn nó hơi cũ cũ một chút xíu cái lúc mà bà Năm bà cầm con búp bê này lên để mà coi thử hình dạng coi như thế nào Bởi vì lúc đó là bà Năm chưa có từng nghe tới cái vụ việc mà cu ma thông là gì lạ quá khi mà đưa con búp bê cho ba mẹ chồng của mình coi á, thì chị vợ cũng vừa giải thích là cái con búp bê này á, chị thỉnh từ cái ông thầy đó nó có tác dụng là vậy nếu mà chuyên tâm á, cúng kiến cho nó thì nó sẽ giúp hết những cái ước nguyện của chủ thành hiện thực ngay lúc đó thì bà năm đang cầm con búp bê trên tay cầm coi qua coi lại coi nó có cái gì đặc biệt khác thường hơn so với những con búp bê khác không thì bà năm bởi dòm vô trong mắt của con búp bê thấy giống như là ở trong mắt của con búp bê này nó có hồn bà năm mới nhìn thấy rõ ràng luôn là cái mắt của con búp bê nó chớp lia lịa mấy cái khi mà nó nhìn bà năm ông năm ổng cũng thấy luôn ổng mới giật mình khi mà cầm con búp bê đó trên tay vậy đó hai vợ chồng của ông bà năm á cứ cảm thấy là cái con búp bê này sao mà nó ghê ghê rợn rợn thì sao đâu á thôi rồi cuối cùng là cũng gửi trả lại cho chị vợ luôn đợt đó về chơi á là hai vợ chồng chị ở chơi tới một tuần lễ lận do công việc của hai bên á, thì hầu hết là làm chủ cả không hà ở nhà thì đã có thuê người làm những công việc đó rồi nên nó đi chơi cũng thoải mái không có lo lắng gì hết trơn á và trong vòng những ngày mà vợ chồng của anh út còn ở đây đêm nào ông bà năm cũng nghe thấy cái tiếng gọi như vậy nè bữa tối ngày đầu tiên thì bà năm bà ngủ bà mới nghe thấy cái tiếng mẹ ơi ba ơi ba mẹ ơi nghe tiếng vậy đó ông bà năm do tuổi thì cũng khá là lớn rồi cũng bắt đầu đã chuyển qua cái giai đoạn là hơi khó ngủ nghe vậy thì ông bà mới lờ mờ tỉnh dậy mới hỏi ủa ai kêu hai vợ chồng của mình hay gì vậy hai vợ chồng cũng hỏi qua hỏi lại vậy đó cứ nghĩ là cái người con dâu đang kêu qua hai ông bà năm không hà bởi vì cái tiếng hồi nãy nghe là cái tiếng của một cái người con gái lúc tỉnh dậy rồi ông bà năm vẫn còn nghe thấy cái tiếng ba ơi mẹ ơi ba mẹ ơi con kêu ba mẹ nè Lần theo cái âm thanh đó, ông bà Năm mới đi ra khỏi phòng của mình và tiếng từ từ là đi gần tới chỗ cái phòng ngủ của hai vợ chồng anh Út. Tới đây rồi thì hai vợ chồng của anh Út hồi nãy đang nằm trong phòng, khóa cửa ngủ say mê rồi. Mà khi đi tới gần ngay cái cửa của hai vợ chồng anh Út rồi, ông bà Năm vẫn nghe thấy cái tiếng kêu là ba ơi mẹ ơi vẫn còn nghe thấy cái tiếng hoài vậy đó Thấy lạ lạ vậy, ông bà Năm mới gõ cửa, kêu hai vợ chồng của anh chị dậy coi làm sao. Thì sau khi gõ cửa, một lúc lâu luôn, hai vợ chồng của anh chị mới ngái ngủ, lạ mặt còn đang rất là say ke. Do hồi này là cũng khuya rồi, hai vợ chồng anh chị mới lại mở cửa ra hỏi, Ủa ba mẹ kêu con gì hả ba mẹ, sao tối rồi ba mẹ không ngủ đi? Khi mà nghe cái người con của mình hỏi lại như vậy nữa, ông bà Năm mới ngạc nhiên, mới hỏi Ủa sao tao nghe tiếng của hai đứa mày ấy, kêu hai vợ chồng tao mà, bà không có hả? Thì vợ chồng của anh Út mới nói là dạ đâu có, con đâu có kêu ba mẹ anh chi đâu, quê lơ quê lát rồi, thôi ba mẹ về ngủ đi. Rồi sau đó thì mạnh ai nấy trở về phòng của người đấy để mà ngủ tiếp qua tới cái bữa thứ hai buổi sáng ngày hôm đó là hai vợ chồng của anh út đi chơi ở trong phòng là vẫn để con búp bê cua ma phong là để ở trong phòng ngủ của hai anh chị đó do bữa hôm đó là có con dâu của mình về chơi nên nó bà năm cũng có đi chợ mua nhiều đồ ăn này kia đồ về để mà nấu nướng đãi con dâu của mình rồi thì bữa hôm đó đang trong lúc mà đang lay quay dưới bếp á, nấu những cái món ăn thì bà năm á, bà mới nghe thấy cái tiếng kêu mẹ ơi mẹ ơi mẹ bà năm vẫn cứ nghe theo tiếng kêu vậy đó, bà lần lần đi theo cái âm thanh đó, thì cái âm thanh này lại dẫn tới cái phòng ngủ của vợ chồng của hai anh chị út. và khi đứng trước cửa phòng rồi, do hai anh chị đã đi chơi rồi, cửa phòng mở tan quang tắt quát vậy đó, trong nguyên cái phòng thì làm gì có ai đâu, mà hồi này bà năm vẫn còn nghe thấy cái tiếng mẹ ơi, mẹ ơi mẹ nghe rõ ràng vậy đó cái bà năm à, bà mới đi vô trong phòng không biết là cái tiếng đó phát ra từ đâu bực mình quá trời bà năm mới vô hen bà lục lội bây giờ tới dòm lui thì hồi nãy bà năm mới xác nhận luôn cái âm thanh đó phát ra từ cái con búp bê cu ma thông đang được đặt ở trên đầu giường của hai vợ chồng anh chị út hồi đó là bà năm đang ngợ ngợ hơi lạ lạ trong mình rồi nghe bà năm mới lại dòm trực diện vô trong cái mặt của con búp bê á thì mới thấy là con búp bê hồi nãy nó đang nằm im ở trên cái đầu giường vậy đó mà khi bà năm dòm vô bà năm lại thấy con mắt của con búp bê á, nó chớp hai cái nhưng mà cái khoảng thời gian chớp á, nó cũng cách nhau tới mấy chục giây lận cái lần thứ nhất chớp một cái bà năm lại nghe thấy cái tiếng mẹ ơi sau đó nữa bà năm này lại thấy con búp bê nó chớp mắt một cái và bà năm lại nghe thấy cái tiếng mẹ ơi mẹ nghe y chang hồi nãy nữa thế hồi nãy bà năm bà giật mình bà lùi người lại phía sau không biết sao con búp bê này nó biết nói chuyện mà nó còn kêu là mẹ ơi mẹ à vậy nữa lúc này là cũng hơi sợ rồi nghe bà năm bà sợ quá bà lẹ lẹ đi ra khỏi phòng rồi bà năm mới đóng chặt cái cửa của cái cửa phòng ngủ của hai vợ chồng anh út lại luôn khi mà đi rau rồi bà năm ở trong nhà thì bà năm cứ nghe văng vẳng thấy cái tiếng mẹ ơi mẹ ơi mẹ cứ kêu bà năm hoài kêu suốt vậy đó do buổi sáng ngày hôm đó là ông năm ổng đã đi tới cơ sở làm của mình rồi nên là ông năm không có nhà tới trưa trưa thì ông năm mới về khi mà ông năm về nhà rồi bà năm mới kể lại cho ông năm nghe ê không hồi nãy sao mà tôi nghe thấy cái tiếng nó kêu mẹ ơi mẹ à mà tôi đi vô tôi thấy con búp bê của hai vợ chồng thằng út đó nó kêu tôi ông ơi đó là bà năm nói với ông năm vậy ông năm không có tin đâu nghe ông năm mới đi vô trong phòng mở cửa kiểm tra thì thấy là con búp bê nó đang nằm im re vậy đó đâu có nhúc nhích gì đâu Ông Năm ổng mới đi ra khỏi phòng Mà vừa cái lúc ông Năm ổng mới bước ra khỏi phòng Cái cửa đóng lại cái kịch Thì ông Năm lại nghe Ba ơi, ba ơi ba. Hồi này ông năm ông hơi ớn ớn rồi nghe. Ông mới mở cửa vô ông kiểm tra thì thấy con búp bê á nó cũng đang nằm im re vậy đó. Đâu có cử động gì đâu. Ông năm ổng nghĩ là mình nghe nhầm. Cái ông năm mới đi ra khỏi phòng đóng cửa lại một lần nữa. Ở cái lần này ông năm lại tiếp tục nghe thấy cái âm thanh hồi nãy. Ba ơi ba, con kêu ba nè. Nghe vậy ông năm lẹ lẹ mở cửa phòng đi vô dòm con búp bê. Lần này là cả hai vợ chồng của ông Năm đều đi vô luôn Nhìn thấy một lần nữa lại con búp bê đó Nó nháy mắt một cái và nó kêu Ba ơi Nó nháy mắt một cái nữa Ba ơi ba Lần đầu tiên mà hai vợ chồng của ông Năm thấy một cái cảnh tượng kỳ dị như vậy và hai vợ chồng của ông Năm cũng biết cái con búp bê này á là thuộc về cái thế giới tâm linh rồi. Giờ lúc đó hai vợ chồng của ông Năm á sợ lắm, thôi cũng đi ra khỏi cái phòng ngủ của hai vợ chồng anh Út. Và đóng cửa lại, rồi hai người cũng nghỉ nấu nướng luôn rồi. Đi ra ở tuốt trước cửa, ngồi, để mà đợi vợ chồng của anh Út về. Khi mà về rồi, thấy vợ của anh Út vô liền hỏi ảnh, Ê con con, cái con búp bê của con, bộ nó biết nói chuyện hả? Và chị vợ của anh Út mới nói, ủa? Biết nói chuyện hả? Con đâu có biết đâu. Hồi trước giờ con đâu có nghe nó nói gì đâu. Nó muốn cái gì thì giống như là nó sẽ biểu hiện cái ý lên trên đó thì con hiểu. Chứ hồi đó giờ về nói chuyện thì con chưa nghe búp bê nãy nói chuyện lần nào hết trơn á ba má ơi. Rồi thì thấy cũng kỳ kỳ vậy nhưng mà giờ này đã trưa dữ lắm rồi. Cả nhà ai cũng đói bụng hết nên lẹ lẹ vô trong bếp nấu ăn thêm một chút rồi dọn ra cả gia đình ăn. Tới cái buổi tối ngày hôm đó tầm khoảng 11 giờ thì bà Năm đang ngủ trong phòng với ông Năm. Bà Năm mới mắc đi vệ sinh và sau đó đi ra ngoài. Bà Năm cái lúc mà đi gần tới khu vực của cái bếp rồi bà Năm mới thấy là có nguyên một cái đứa nhỏ nó mặc trên người là một cái đầm. Mà cái đứa nhỏ này là một cái đứa bé gái tầm khoảng 4-5 tuổi. Mặc nguyên một cái đồng công chúa đứng xòe vậy đó Đứng thụ lù một cái gốc ở trong bếp mà ở trên cái mặt của đứa nhỏ này hai cái phần má là được quánh đỏ chót luôn còn cái mặt giống như là được đánh phấn vậy đó nhìn cái kiểu trang điểm đó rất là lạ luôn thì bà năm bà vừa thấy bà đứng từ xa bà thấy là bà giật mình rồi bà mới ngó ngó đầu coi ai vậy bà năm bà từ từ bà tiến lại gần gần bà vừa đi vừa hỏi ủa ai vậy con cái của ai vậy ai vậy con bà năm vừa đi vừa hỏi vậy đó Tới khi mà tới lại gần đứa nhỏ lại rồi Thì đứa nhỏ này nó hoàn toàn nó biến mất trước mặt của bà Năm luôn Là bà Năm không còn thấy bất cứ một dấu vết gì của đứa nhỏ này hết Tới sáng ngày hôm sau á là bà Năm lại nhìn thấy người con dâu của mình nó ẩm con búp bê ra, cúng sữa cho nó uống dạ, mua mấy cái thịt bò về cúng cho cái con búp bê này ăn và thậm chí là còn mua thêm cái phần tiết của con gà đó về để mà cúng cho đứa nhỏ này nữa bà năm á bà nhìn thấy cảnh tượng đó rất là lạ thì bà năm á cũng đứng đó dòm luôn thấy là nguyên cái cột thịt bò mới mua về là còn tươi rói vậy đó sau khi mà cúng cho đứa nhỏ này xong là cái cột thịt bò từ cái màu đỏ mà nó đã chuyển qua cái màu mà nâu nâu tím tím giống như là mình đã tái xong thịt bò đó thì cái cục thịt bò này nó phát ra một cái mùi khá là hôi thối giống như là để lâu ngày vậy đó rồi nó bị hư lên rồi sau đó cái cô vợ cổ cũng cầm cái miếng thịt bò đó và đem dục luôn chứ không có sử dụng lại được. Tới tầm 3 giờ mấy chiều của ngày hôm đó thì bữa này hai vợ chồng của anh chị Út lại tiếp tục đi chơi nữa rồi. Còn lại ở trong nhà là hai vợ chồng của ông bà Năm và cái con búp bê cu ma thông đó. Ông bà Năm có một thói quen là sẽ nằm ngủ vào cái giấc mà hơi xế xế vậy đó. Giờ đó là hai ông bà Năm đang nằm ở trong phòng Rồi hai vợ chồng nằm vậy đó để mà ngủ Thay vì người ta ngủ trưa là ngủ buổi trưa Nhưng mà không Hai vợ chồng của ông bà Năm là ngủ cái buổi xế xế như vậy Bởi vì nó sẽ mát mẻ hơn rất là nhiều Trong cái lúc mà hai vợ chồng đang ngủ mơ mơ bàn màng Bà Năm bà mới nghe thấy cái tiếng kêu Ba ơi Mẹ ơi Nghe vậy đó là hai vợ chồng liền thức giấc liền, tỉnh dậy liền, lờ mờ hai con mắt dòm dòm thì ông bà Năm mới thấy là ở ngay chỗ cái cửa đó, có nguyên một cái đứa nhỏ trên người là mặc nguyên cái bộ nguyên cái bộ đầm đó, mà đầm dài xuống cái màu đỏ đỏ. Ở trên đầu thì còn được thắt nơ nữa rồi hai cái biếm tóc xuống. Trên hai cái phần gò má thì được quánh hai cái giống như là quánh phấn vậy đó, quánh hai cái màu nó hồng hồng mà có một điều cái khuôn mặt này rất là quen thuộc với ông bà năm luôn chính cái khuôn mặt này là cái khuôn mặt của cái chị hai người con gái đầu tiên của ông bà năm trước đây mà đã từng bị ông bà dìm nước cho tới chết và đem chôn ở phía sau bìa rừng và bây giờ không hiểu tại sao mà ông bà Năm lại nhìn thấy cái đứa con gái đã chết của mình hiện ra và mặc một cái bộ đồ với cái cách trang điểm kỳ lạ như vậy. Đứa nhỏ ngay lúc này nó mới cười, mà nó cười cái nụ cười kinh dị dữ lắm nghe. Nó mới hỏi ông bà Năm, sao ba mẹ giết con vậy? Sao ba mẹ nở giết con? Vừa nghe vậy là thấy cái đứa nhỏ này nó mặc nguyên cái bộ đồ là phùm xè đó không có thấy cái chân nó đâu do là cái váy đã sụ xuống hết khỏi mặt đất rồi thấy đứa nhỏ bắt đầu là nó đang di chuyển lại cái giường của hai ông bà đang nằm thấy đứa nhỏ nó hỏi một câu sao ba mẹ nỡ giết con nó nói xong nó bắt đầu là nó khóc Thấy ở trên cái mặt của đứa nhỏ là máu Nó chảy rồng 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 ở từ khóe mắt nó chảy xuống Mà nó vừa đi nó vừa hỏi Tới một lúc mà cái giọng nó nghẹn ngào rồi Nó mới hỏi tiếp Sao ba mẹ giết con đứa nhỏ nó cứ vừa đi vừa hỏi vậy đó tới khi mà đứa nhỏ nó tới cạnh ngay chỗ cái mép giường rồi ông bà năm hồi nãy là sợ cứng người hết trơn hai người ôm nhau ngồi quýu vậy đó vì lần đầu tiên mà thấy một cái cảnh tượng kinh dị tới mức đó rồi thấy cái cảnh đó quá là kinh dị như vậy bà năm đã ngã ra và xỉu cái lúc bà năm đã xỉu rồi còn lại có mình ông năm hả ông năm vừa mới quay qua kêu ôi ba 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 bị gì vậy Lúc nữa nhìn qua thì đã không có còn nhìn thấy dông hồn của cái chị hai đó nữa. Và khi câu chuyện kinh dị này xảy ra, ông bà Năm cũng không có dám kể cho cái người con dâu của mình đâu. Hỏi mé mé là cái cô con dâu á, sinh con búp bê này á, thỉnh về tự đâu. Dạ, cô này cũng nói là bỏ ra mấy chục triệu đó để mà thỉnh cổ về. Có điều là cái địa chỉ mà thỉnh con búp bê này về là ở xa dữ lắm cái nhà hiện tại của ông bà năm ở là tới ba trăm mấy chục cây số lận khi mà nghe vậy ông bà năm nghĩ chắc là mình tưởng tượng ra thôi nhưng mà đó không phải là tưởng tượng nghe tới tối bữa hôm đó ông bà năm nằm ngủ thì hai người lại bị giật mình bởi cái tiếng kêu ba ơi mẹ ơi ba mẹ ơi kêu vậy đó rồi ông bà năm cũng nằm trên cái giường ngủ của mình lờ mờ tỉnh dậy thì ông bà năm lại thấy cái đứa nhỏ mặc quyên một cái đầm phùng xòe hai cái bím tóc thì thắt dài xuống trên đầu thì có một cái nơ và trang điểm cực kỳ đậm và chính cái khuôn mặt này không ai khác lại chính là chị hai hồi trước chị hai mất là cũng tầm độ bốn năm tuổi Bây giờ chị hai hiện ra trong cái một cái ngoại hình, một cái outfit nó lạ vậy, nhưng mà vẫn là chị hai với cái lúc mà chị 4-5 tuổi luôn. Lúc này là chị hai đó vừa đi vừa hỏi lại ông bà Năm một lần nữa. Con hỏi sao ba mẹ nở giết con? Sao ba mẹ giết con vậy? Đứa nhỏ nó cứ đi te 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 lại rồi nó tiến tới gần chỗ của bà Năm rồi. Nó mới đưa cái bàn tay của nó lên, nó chụp lấy bà Năm. Vẫn là một cái bàn tay của một đứa nhỏ 4-5 tuổi là nó nhỏ nhắn lắm. Mà có điều những cái móng tay của đứa nhỏ nó đen thùi lùi luôn cái bàn tay thì nó có cái màu xám xám rất là kinh dị khi mà cái bàn tay của đứa nhỏ nó đặt lên trên da thịt của bà năm rồi á, thì bà năm sợ quảng hốt kinh khủng luôn đứa nhỏ này á hồi này là nó đang đứng ở trên mé giường cái giường á, thì nó cao lên cách mặt đất chắc cũng tầm khoảng à, nửa mét đó sau khi mà nói dứt lời xong á đứa nhỏ nó mới bay từ dưới đất nó bay lên không phải như mình bước lên bình thường đâu mà đứa nhỏ nó bay lên giống như là kinh công vậy đó nó bay lên trên cái giường này rồi nó nhào lại nó bóp cổ bà năm sau khi mà nó đang bóp cổ bà năm vậy đó ông năm ổng thấy ổng mới giật mình ổng cũng la tá quả lên mà đẩy dông hồn của chị hai ra khỏi bà năm hai người vợ chồng muốn bảo vệ nhau vậy đó Hồi này, dông hồn của chị hai bị đẩy ra rồi, chị hai mới thay đổi sắc mặt, rất là tức, rất là giận dữ. Chị hai mới nhe cái hàm răng của mình ra, cái môi thì quánh đỏ chót luôn, mới bắt đầu là phóng lại, bóp cổ ông Năm này. Trong cái lúc mà hai vợ chồng trải qua một cái cú kinh hoàng vậy, thì hai vợ chồng con bà Năm la âm um sùm trời đất hết trơn à. Hai vợ chồng của anh Út mới lẹ lẹ mở cửa và chạy qua bên phòng của ba mẹ mình coi chuyện gì vậy. Hồi này mở cửa ra là hai anh chị Út có thấy là ba mẹ đang tự bóp cổ nhau mà vừa bóp cổ vừa la hét um sùm vậy đó. Còn ngay lúc đó luôn, cái con búp bê kuma thông của chị vợ không biết làm sao, bây giờ nó đang nằm ở dưới chân giường của cái giường mà hai ông bà năm này đang nằm nè, không hiểu làm sao luôn. Thấy một cái cảnh tượng nó lạ lùng vậy đó, hai anh chị cũng lên tiếng kêu: "Ba ơi, mẹ ơi! Ba mẹ làm gì vậy?" Anh Út anh kêu vậy đó Cái chị con dâu cũng kêu luôn Một lúc sau á, thì ông bà Năm giống như là tỉnh táo lại vậy đó Quảng hồn quảng vía Mồ hôi mặt mày gì đó là xanh lè tái mét hà Nhưng mà ông bà Năm vẫn không có dám kể cái chuyện này Cho vợ chồng của anh Út nghe nghe Mới kêu là thôi hai con á, đi đi về phòng ngủ đi Con thách con búp bê của con á, con đi về phòng đi đó là cái sự việc ngày hôm nay khá là kinh dị như vậy rồi. Qua tới sáng ngày hôm sau á là hai anh chị út này định là đi chơi Nhưng mà bà Năm mới diễn cớ kêu là hai anh chị ở lại á, phụ làm cái này cái kia đi Khoan hả đi chơi Thì rồi hai anh chị cũng nghe lời ba mẹ ở lại phụ giúp nhà này kia Thật sự là trong nhà cũng không có mấy chuyện để làm đâu Cũng lạc giặt không hà Cuối cùng thì buổi sáng ngày hôm đó đã trôi qua và không có chuyện gì hết Tới tối bữa hôm đó là hai vợ chồng của ông bà Năm đang ngủ Do mấy bữa trước thì đã sợ hãi rất là nhiều rồi Ông bà Năm mới khóa chặt cửa Có dằn mấy cái ghế ở trước cửa lại nữa Để không cho cái con búp bê đó có thể vô trong phòng này À mà nãy mình kể thiếu cái chi tiết Là cái dông hồn của chị hai hiện ra Là bảo mặc cái bộ đồ y chang Cái bộ đồ con búp bê á Nó đang mặc vậy đó Cái kiểu trang điểm rồi cái tóc cái nơ Là y xị đút con búp bê luôn Không có khác gì hết trơn á sau khi mà đã chắn cái cửa của mình vậy hai vợ chồng của ông bà năm mới yên tâm đi ngủ nhưng mà đã là ma là vong linh rồi có bất cứ một cái điều gì ngăn cách bằng vật lý nó cũng đâu có qua được những cái chuyện tâm linh đâu thì bữa hôm đó đang ngủ thì hai vợ chồng của ông bà năm lại bị điếng hồn bởi vì hồi nãy là chị hai đứng ở dưới cái chân giường chỗ mà hai vợ chồng bà năm đang ngủ lại là thấy cái tiếng kêu quang thuộc đó ba mẹ ơi sao ba mẹ nỡ giết con vậy bà bữa nay nói chuyện cái mặt của chị hai này cái đầu của ba dặn dẹo qua lại giống như là cái đầu nó sắp rớt xuống vậy đó thấy biểu cảm của chị hai bữa nay là ba không còn biểu cảm gì nữa hết không khóc không cười mà thấy vậy đó nó mới kinh dị dữ trời luôn rồi sau đó là không có còn biết cái chuyện gì nữa. Tới khi mà hai vợ chồng anh Út nghe thấy cái tiếng lập cập, rồi cái tiếng la hét âm um sầm hết trơn, thì hai vợ chồng của anh Út mới giật mình và chạy qua bên phòng đó một lần nữa. Và khi mà qua mở cửa phòng á, là hai vợ chồng của anh chị Út mới thấy ông Năm á, đang nắm lấy cái phần tóc, á, nắm lấy cái đầu á và đập cái đầu của bà năm á vô trong tường đập kình 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 luôn hồi nãy thấy là ở cái phần trước trán của bà năm nè là máu me nó chảy ra bên chành chắc là do cái sức đập mạnh quá tới mức mà cái phần sọ nó đã nhô ra, thấy rõ cái phần trắng. Rồi thấy cái phần giống như là tàu hủ, chính là cái phần não đó, nó cũng đã nhô nhô ra luôn rồi. Trời ơi, thấy cảnh tượng này quá là kinh dị luôn. Mà ông Năm lúc đó, cái mặt của ông Năm giống như là không có một cái thần sắc gì hết trơn. Mặt ông Năm nhìn rất là ác cái mặt lạnh tanh nè à, mà cứ nắm lấy cái đầu nắm lấy tóc của bà năm đọc cà kinh cà kinh cà kinh vô trong mé tường luôn thấy ba của mình nó quánh mẹ mình vậy liền anh út với lại là vợ ảnh cũng lại xô ba ra để mà đỡ mẹ vậy mà hồi này thấy là tay chân của mẹ đã sụi lơ rồi không có còn cử động gì nữa hết trơn á hai con mắt của mẹ thì mở trân trân ra luôn mở giống như mà đang trợn ngược lên vậy đó mà máu nó chảy đầy ở trên cái cái đầu vậy nè mà nó chảy xuống khắp mặt mũi nhìn rất là kinh dị luôn rồi sau đó thì bà năm này cũng đã không có qua khỏi do cái đầu bị đập xuống tới đó nó mớp tới mức mà những cái phần tàu hũ ở trong nó đã lồi ra luôn thì làm sao mà sống nổi sau khi mà bà năm đã mất vậy rồi ông năm ổng vẫn chưa có hoàng hồn chưa có tỉnh táo lại được nữa những người công an cũng có tới để mà bắt ông năm lên làm việc hỏi ổng là sao ổng làm vậy ổng mới nói là tôi phải giết con nhỏ đó tôi giết nó rồi mà sao nó chưa chết nữa Ông Năm ông cứ nói vậy hoài đó Thì những cái người công an mới hỏi Ủa ông giết ai? Ông nói ông giết ai? Ông đang giết vợ ông đó ông biết không? Thì ông Năm ông mới nói Tôi giết cái con nhỏ đó Cái con nhỏ con gái đầu của tôi á Tôi giết nó rồi mà nó còn quay trở lại nữa Giờ tôi phải giết nó nữa Vừa nghe tới đây những người công an họ hỏi hỏi thêm một chút xíu nữa Thì mới biết là tội ác kinh hoàng của hai vợ chồng ông bà Năm này Là trước đây ông bà đã từng giết chính con ruột của mình là giết cái chị hai đó, cái đứa con gái ruột của mình luôn. Và trong cái lúc mà ông Năm á, ổng nắm lấy cái đầu của bà Năm và đập vô tượng vậy thì ông Năm ổng nhìn thấy là ổng đang làm cái cảnh đó với lại là con gái của ổng chứ không phải là ổng nhìn thấy ổng đang cầm cái đầu của vợ ổng đâu. Và rồi tất nhiên là ông Năm này ổng cũng bị bắt và đưa vô trong tù Mỗi ngày ông Năm đều đập cái đầu của mình vô trong cái thành của cái bức tường đó Ngày nào cũng đập kình kình vô hết Và cũng may là có những cái người cai ngục đó. Họ ở đó họ trực Thì họ thấy vậy họ mới lại lôi cái ông này ra Mà giống như là ông Năm cũng đã phát điên rồi Ông cứ nói chuyện điên dại Ông cứ xua đổi trong không khí Ông làm rất là dữ dội Rồi ông chửi con gái ông Mà chửi bằng những cái lời rất là tục tiểu và cuối cùng tới cái ngày đó Chỉ là một tuần sau khi ông Năm này ổng vô trong trại giam Thì ngày hôm đó là tìm thấy ông Năm này ổng đã bị chết Mà không phải nguyên nhân Ông đập đầu vô trong mé tường Ông chết đâu khi mà thấy ông này là cái cổ của ông nó đã bị lặt qua một bên giống như ai đó đã bẻ cổ cái ông này vậy đó cái lưỡi của ông thì le ra mà hai con mắt thì trố lên giống như là thấy một cái cảnh gì đó đáng sợ dữ lắm vậy đó còn những người công an á, khi mà ông năm này ông khai ra ông đã giết đứa nhỏ về chôn ở đâu á thì bây giờ người ta cũng đã đi tới đó nhưng mà cái khu vực bìa rừng ngày xưa á, giờ là nhà cửa cũng đã mọc lên khá là nhiều rồi người ta khai hoang đất và đi vô trong đó ở giờ cái chỗ mà ông năm chỉ giờ vô đó là những người công an cũng không có biết là ở đâu hết bởi vì bây giờ thấy những cái nền nhà rồi á thấy là nhà dân người ta ở đó rồi nên cũng không có tiện để tìm ra cái thi thể của chị hai vào ngày xưa mà đã được chôn cất ở nhà thì anh út với lại là chị út Hai người mới bắt đầu là thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn dữ lắm, cứ đụng mấy cái chuyện nhỏ nhặt thì cũng cãi nhau. Và anh hai này, ảnh đã bắt đầu ảnh quay trở lại với con đường của ảnh ngày xưa. Ảnh thường xuyên ảnh đi quánh bại, chơi cờ bạc đá gà, rồi ảnh lại tiếp tục trăng qua gái gú các thứ. Với cái cảnh này, cái chị vợ đã không có còn chịu đựng nổi anh này nữa. Và lúc đó tất nhiên là cái con búp bê Kuma Thông kia cũng đã không có còn những cái phép màu đặc biệt của nó nữa Chính vì vậy mà chị này chị đã dục cái con búp bê đó đi đâu không biết Và chị vợ cũng đã chính thức là ly hôn với cái anh Út đó luôn Vợ thôi mày làm gì mày làm kệ mày đi Con của tao tao đem về cho ông bà ngoại nuôi luôn cũng được Cuối cùng thì chị vợ đó đã bỏ cái anh Út đó luôn và quay trở về sống với ba mẹ ruột của chị. Rồi đứa nhỏ sau khi sinh ra là cũng để ở bên nhà ngoại nuôi theo họ ở bên nhà ngoại hết luôn chứ không có cho hề mà dính líu liên quan gì với bên gia đình của anh út hết còn anh út kia khi mà mỗi ngày ảnh cứ đi chơi ăn chơi quậy phá như vậy rồi tới một ngày thì núi tiền núi bạc nó cũng mất chứ làm gì còn được nữa sau khi mà ảnh đã dung tay bán hết tất cả tiền của nhà cửa trong nhà rồi thì ảnh mới trở nên rất là nghèo khổ và khi hết tiền rồi anh này anh mới bắt đầu là anh đi trộm cướp ảnh cứ đi ăn trộm rất là hiền hạ và mỗi lần mà ảnh đi ăn trộm á đâu phải là dân chuyên đâu ảnh bị bắt bị đánh bầm dập hết trơn hà rồi sau đó không biết là anh này anh đã lưu lạc đi đâu không biết còn sống hay đã mất như thế nào người ta cũng không có biết nữa do là cũng lâu lắm rồi không có nhìn thấy anh này là trở lại quê hương của mình rồi thì cuối cùng là gia đình của ông Năm này mỗi người đã một đường một nẻo vậy. Có người thì đã đi sang thế giới bên kia, còn có người là không biết đã lưu lạc đi đâu. Còn về cái anh ba ngày xưa thì lúc đó ảnh đã đi theo một cái đoàn lưu tô mà đi lâu vậy rồi. Lúc đó ảnh đã lên, ảnh làm thành trưởng đoàn của một cái đoàn lưu tô rồi. Thì ảnh cũng có cuộc sống thoải mái, vui vẻ cùng với những người bạn có giới tính đặc biệt giống như mình như vậy. thì cũng cuộc sống của ảnh cứ vậy đó trôi qua không có vấn đề gì hết trơn á rồi thì câu chuyện này tới đây cũng đã khép lại trong cái tập truyện ngày hôm nay luôn do là tập truyện này như kể chắc nãy giờ cũng lâu lắm rồi thì thôi như sẽ để dành cái câu chuyện thứ hai á qua cái bữa ngày hôm sau he. Nếu quý vị thấy hay nhớ để lại cho Như một nút like và bấm cái nút đăng ký để có thể theo dõi những video kế tiếp nha. Rồi, nếu quý vị anh chị và các bạn mình có những câu chuyện thì quý vị cứ gửi về cho Như thông qua Zalo, Facebook và Gmail bên dưới màn hình để Như có thể chia sẻ câu chuyện của các bạn đến khán giả ở trong và ngoài nước luôn ha. À, có thể là quý vị nghe trong cái tập chuyện của Như á, sẽ có những cái tiếng ồn rồi những cái tiếng lập cập này kia Do cái mic của Như mua thì nó hơi cụi bắp một chút xíu Để chừng nào mà Như có điều kiện thì Như sẽ ráng là Như thay đổi một cái mic tốt hơn Để đem lại những cái trải nghiệm âm thanh thiệt là tốt cho quý vị nghe Mà giờ thì Như chưa có điều kiện lắm, quý vị thông cảm dùm Như nghe đỡ vậy nghe rồi ngay bây giờ như cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Bye bye.